Hồi đó tao nói với mày rồi, là mày nghĩ mày thương nó thì mày cưới, còn không thương nó mày đừng có cưới. Mà tại sao bây giờ mày cưới rồi mày cãi nhau với nó? Nó tao nói là nó là cái tuổi không có hạp. Nó mày mày cưới làm gì, giờ mày cười mày nhăn nó. Em nghe cái câu nói đó là em nghĩ là mẹ nói là cái tuổi không hạp mà tại sao cưới. Cái em mới tức, lúc đó là em có giận nè. Kỳ đó nó giận là nó đi mấy năm? Cuối cùng là em làm dâu được 11 năm. Mà nhưng thật sự là em làm dâu có 5 năm thôi. Em đi 6 năm. Em suy nghĩ làm sao để em đi về. Có khi nào mà chồng mình giết mình không? Cho nên em không đủ can đảm đi về. Lúc đó là đứa bé nhỏ là mới có hai mấy tháng, chưa được 30 tháng nữa. Trời ơi, nó khóc nửa đêm á. Mà vừa ẵm để xuống là bắt đầu: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Là trời ơi, khóc không biết bao nhiêu mà nói. Nó con dâu đi 6 năm chứ cô khóc mà không biết bao nhiêu nước mắt. Hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không cô? Cũng có cái không hợp nhau. Tại vì mẹ chồng nàng dâu thì thế nào cũng phải có gia chạm nhiều ít phải không con? Như thí dụ như mình thì cháu ít, con cũng ít, giờ cháu cũng ít. Thì mình cưng dữ lắm cưng. Thì cái chị này thì chứ ưa đánh. Thế mà đút ăn mà không hả họng rồi nó đánh. Giờ mình thì nóng ruột, mình la. Cái nói mẹ để con dạy gì hết, con đánh nó cái mẹ binh, đánh cái mẹ binh rồi sao con dạy được. Nói ai không cho mẹ quýnh mà trời, quýnh nhẹ nhẹ tội nghiệp nó đau này kia nọ. Rồi mỗi lần vợ chồng gây lộn hay gì đó thì mẹ binh ai? Bên dâu là con trai, hễ mà nói là nghe tiếng nó, hễ mà nó la với vợ nó hơi lớn lớn nha, là cô la con trai cô à, chứ không có la con dâu. Nhiều khi cãi nhau á là mẹ buồn, mà nhưng mẹ buồn mẹ cũng ít có nói đó. Mẹ để trong bụng á, rồi mẹ gầu mẹ lo. Có bao giờ mà em giận mẹ hay giận ba hay giận chồng gì đó rồi em muốn về nhà em chưa? Có một lần, đợt đó là em đi làm, nó đi theo mẹ đi làm gạch á. Chồng không cho, chồng kêu ở nhà. Mà nhưng cuối cùng cũng đi làm. Thì sau rồi có một bữa đó là đi theo ghe gạch. Mà nhưng về thì em không có về nhà, em ở qua đêm, một đêm. Về bước vô nhà thì chồng nhăn cãi. Mẹ mới vô mới nói một câu, nói với chồng. Mà nhưng em nghĩ là mẹ nói em chứ không phải là nói với chồng. Trong cái sự hiểu lầm, mẹ mới nói một câu là: hồi đó tao nói với mày rồi, là mày nghĩ mày thương nó thì mày cưới, còn không thương nó mày đừng có cưới. Mà tại sao bây giờ mày cưới rồi mày cãi nhau với nó? Nó tao nói là nó là cái tuổi không có hạp. Nó mày mày cưới làm gì, giờ mày cười mày nhăn nó. Em nghe cái câu nói đó là em nghĩ là mẹ nói là cái tuổi không hạp mà tại sao cưới. Cái em mới tức, lúc đó là em có giận nè. Kỳ đó nó giận là nó đi mấy năm? Cuối cùng là em làm dâu được 11 năm. Mà nhưng thật sự là em làm dâu có 5 năm thôi. Em đi 6 năm. 6 năm mới trở về. Em mới về tháng này, 2 tháng mấy. Tức là chỉ có câu nói như thế. Dạ. Rồi em đi 6 năm biền biệt luôn. Dạ. Em đi 6 năm như vậy, em để con nhà cho mẹ chồng nuôi luôn. Dạ. Những cấp đó em đi, em có tính là ẵm hai đứa con đi theo. Mà nhưng đó là chồng em đang bị thương. Mà em suy nghĩ là con á thì mẹ không ai bỏ hết á. Đâu có ai bỏ con mình đâu. Lúc em đi em dày dò lắm. Một thời gian cỡ 2 năm trời em không làm gì hết. Lúc em có nhớ con nhiều không? Dạ có, mà nhưng em không điện về. Có lúc nào em nằm em nhớ con, em nhớ mẹ chồng em, nhớ chồng em không? Em đi đâu em cũng kể với người ta là em có bà và chồng rất là thương con dâu. Mẹ chồng là rất là sang trọng này kia. Em đi đâu em cũng kể với người ta hết. Mà nhưng em suy nghĩ làm sao để em đi về. Nếu như mình đi về á là giống như trong phim á. Có khi nào mà chồng mình giết mình không? Cho nên em không đủ can đảm đi về. Ở lúc đó gia đình rồi sao cô? Lúc đó là hụt hẳn lắm chú Quyền Linh. Lúc đó cô xuống sắc cái lắm luôn. Mà trong khi hai đứa cháu nội thì nó quá nhỏ. Lúc đó là đứa bé nhỏ là mới có hai mấy tháng, chưa được 30 tháng nữa. Trời ơi, nó khóc nửa đêm á. Mà vừa ẵm để xuống là bắt đầu: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Là trời ơi, khóc không biết bao nhiêu mà nói. Nó con dâu đi 6 năm chứ cô khóc mà không biết bao nhiêu nước mắt. Không chỉ nổi luôn. Chỉ vì một chút hiểu lầm thôi. Chỉ vì một cái câu nói nào đó mà đưa một người phụ nữ đi quá xa. Dạ. Thì tôi cô... nói ngay, nó về, con dâu về là cũng nhờ chị hai đó, là chị chồng đó đó. Mà cô hai thì thương hai đứa cháu lắm, thành ra cũng kêu con dâu về hoài à. Nói em về đi, mẹ dễ lắm mẹ, để mẹ chị nói chuyện với mẹ, mẹ không có la đâu em sợ. Giờ tới chừng nó về thì mừng dữ lắm, mừng chú Quyền Linh thấy cái nó ngày về mừng. Thì sao, gặp ai đầu tiên? Ngày về thì em cũng tính là năm nay em chưa về đâu, em tính là năm tới em mới có về. Bữa đó vô tình thôi, em ở bên đi qua thăm chị hai. Thì lúc đó thì chị em ngồi nói chuyện, thì vô tình mẹ nhắn tin là nói chuyện với chị hai là mẹ bệnh. Nói chị hai mới khóc, chị hai mới nói là đi về thăm mẹ. Rồi em mới nói với chị hai là chị cứ về đi, em không về đâu, em sợ lắm. Cái chị mới kêu hoài thì lúc đó mới về. Thì bữa đó em nhớ ông làm là về tới nhà hình như một, là 12 một giờ rưỡi, một giờ rưỡi khuya, chắc đó khuya rồi mẹ điện. Về chạy cỡ phán còn 2 cây số nữa, gừng xe lại, không chịu đi về. Chị nó mới tới đây rồi mày không về đi đâu? Cái về cái chạy về tới cửa nhà, không vô nhà, đứng ở ngoài. Em đứng ngoài cửa nhà rồi, đứng trước cửa nhà rồi vẫn không muốn vô, không dám vô, đứng ngoài run lắm.
thủ dò chạy nữa. Rồi nó cái chị đó mới hỏi một câu là mày về tới đây à, sao mày không vô đi? Cái mẹ mới hỏi mày nói chuyện với ai vậy? Cái nói con dâu bà trai. Hỏi cái mẹ mới hỏi con dâu nào? Cái nói là con giàu. Cái mẹ mới nói sao không, nó không vô đi, nó còn đứng đó nữa. Cái chị hai mới trả lời là nó sợ chết. Thì khi mở cửa vô, bước vô, em không ngờ mẹ tỏ ra một cái thái độ còn hơn là mẹ ruột của em nữa. Em mới vừa bước vô thì mẹ ào ra mẹ khóc. Mẹ khóc rồi mẹ ôm em nữa. Em cứ suy nghĩ là lúc em đi thì cái tình thương mẹ ruột em không có như vậy. Thì khi em về em được mẹ chồng ôm như vậy, em thấy rất là ấm áp. Mẹ nói là dạ ơi, sao con bỏ mẹ thiệt hả? Con không về với mẹ. Lúc đó em vừa khóc mà em vừa run. Chồng em thì đang ở trong nhà vệ sinh á. Chồng nghe mẹ khóc đi ra, chồng em nói một câu: tôi tưởng có chuyện gì tới, tưởng ai chết không chứ. Khi em quen em gặp chồng em rất là sợ. Em không biết cái gì nó xảy ra, nhưng thật sự em về không có giống như tưởng tượng em nghĩ. Mẹ chồng, ba chồng, cả các chú dượng này kia ai cũng mừng khi em quay về. Lúc đó cô sao cô? Thấy nó về cô mừng dữ lắm, mừng. Mình cũng không có ngờ mà nó về mà mình sẽ ôm nó vậy. Nhưng mà sao tự nhiên thấy nó bước vô cửa cái sao mà cảm xúc mình nó dâng tràn lên, là mình muốn ôm nó. Mình sau mấy năm trời mà mình nhung nhớ nó, mình nhớ nó mà mình ôm nó mà hung, mà nghĩ như nó là con của mình luôn rồi đó. Thấy mẹ chồng thương em đến mức như vậy không? Dạ. Chồng thấy cả nhà thương em vậy. Và bây giờ có lẽ tất cả mọi người tha thứ cho em rồi. Hôm nay thì chồng em cũng có đôi lời gửi đến em. Dạ. Anh sẽ đọc cái lá thư này. Biết mẹ và vợ tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, con cũng hơi bất ngờ, nhưng lại vui. Bỗng dưng hai người có cơ hội lên sóng truyền hình, có thể chia sẻ với nhau những khúc mắc trong cuộc sống. Mẹ ơi, bao nhiêu năm qua mẹ đã vất vả quá rồi, hy sinh cho gia đình con. Hôm nay thông qua chương trình, con muốn cảm ơn mẹ nhiều lắm. Những điều mà mẹ đã làm cho con, cho vợ con và cho con của con. Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Bớt lo nhiều đi, để cuộc sống còn lâu dài với con với cháu nữa. Còn vợ em á, là nàng dâu siêng năng thiệt. Anh đôi khi còn cọc tính, hơi ham vui với bạn bè, làm em phải khổ tâm. Và vợ chồng nhiều lúc mâu thuẫn khiến gia đình không có hạnh phúc. 6 năm trôi qua là cả một cái nỗi buồn với anh, không thể nào anh quên được. Anh hứa anh cũng sẽ sửa đổi sau 6 năm suy nghĩ, và mong rằng em với anh cùng vượt qua sóng gió, quên đi tất cả những cái điều đã xảy ra, để yêu thương nhau nhiều hơn, để chăm sóc cho con nhiều hơn. Anh mong rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ mãi mãi như vậy nhé. Em cảm nhận thế nào về những lời của ông xã em chia sẻ? Lúc trước thì chồng em á thì tánh cũng cọc và thích giao lưu với bạn bè, thích nhậu. Cái sự quan tâm đối với vợ thì cũng có mà nhưng để trong bụng. Còn người vợ nào thì cũng thích chồng mình có cái sự quan tâm và thổ lộ ra. Đó, thì chồng em nói như vậy thì em mong rằng chồng em nói là sau này là để hai chồng cùng vượt lên, để lo cho con và lo cho mẹ sau này. Bây giờ cái người mà em cần xin lỗi và cái người mà em cần nói nhiều nhất đó là mẹ chồng của em đó. Dạ. Hãy ôm mẹ thật chặt và nói tất cả những gì mà mình muốn nói với mẹ chồng trong ngày hôm nay. Cho con nói một lời là thành thật con xin lỗi mẹ. Và kèm theo một câu nói, không chỉ xin lỗi mẹ không, mà xin lỗi là bà nội chồng và ba chồng. Trong một phút chốc con suy nghĩ không đúng đắn bồng bột mà con bỏ đi suốt 6 năm trời để những gánh nặng cho ba mẹ lo hết. Con hứa con sẽ về làm lại cuộc đời và sẽ cùng chồng con vượt qua những khó khăn để cho mẹ bớt những cái gánh nặng. Mong mẹ đừng có suy nghĩ bận tâm nhiều quá. Ôm mẹ đi hả? Con xin lỗi mẹ thiệt. Mẹ nói gì với con dâu đi, muốn con dâu điều gì? Bây giờ mẹ nghe con nói là mẹ tin là con sẽ làm được. Dạ. Thôi sóng gió đã qua hết rồi, hãy sống hạnh phúc, sống vì hai đứa con, sống vì ba mẹ, sống vì gia đình nha. Cháu cảm ơn chú Quyền Linh và chị Lê Lộc và các chị khán giả chương trình. Nhân cái chương trình này để cho em bày tỏ những cái tâm sự của em và những cái lời xin lỗi của em đến với gia đình của em.